Anh ơi, mình đi đâu thế? Mình đi đến Toy Station thôi em. Ủa, em tưởng mình đi phượt. À, xe thiệt thì người ta đi phượt, còn mình xe mô hình, đứng chân chơi thôi. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Em chào mấy anh các bạn luôn nhé. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ được khám phá thế giới của những chiếc xe hai bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà được làm y chang như là những cái xe thiệt luôn á nha. Ok các bạn ơi, đây sẽ là lần đầu tiên mà ở trên Toy Station anh Khoai Tây làm một video về những dòng đồ chơi xe như thế này. Thì chia sẻ với các bạn luôn, thì anh Khoai Tây cũng không hẳn là cực kỳ đam mê về xe cộ. Nói đúng hơn là anh không có đam mê về tốc độ. Tuy nhiên thì anh có một cái sở thích nhất định, đó là nhìn ngắm những cái mẫu thiết kế của các dòng xe. Nhưng mà tất nhiên là cũng không phải là lúc nào anh cũng có cơ hội để mà nhìn tận mắt những cái dòng xe thiệt ngoài đời, đặc biệt là những cái dòng siêu xe, siêu mô tô, ví dụ như là những em Ducati ở đây nè. Bởi vậy bây giờ anh mới siêu tập xe đồ chơi đúng không? Đúng rồi Cam Cam, anh đã vừa kiếm ra được một cái giải pháp để mà có thể thỏa mãn được cái sở thích nhìn ngắm những cái mẫu xe của anh mà không cần phải trở thành tỷ phú nha. Ok, anh xin giới thiệu với các bạn một dòng đồ chơi xe mô hình có tên là Maestro, với hàng trăm mẫu xe đã được mua bản quyền và được sản xuất ra với một chất lượng cao cấp, chi tiết và độ tả thực cực kỳ cao nha các bạn. Bạn ơi, các bạn đang chứng kiến tập đầu tiên của series siêu tập xe mô hình của Toy Station đó nha. Em cũng háo hức quá rồi anh ơi, mình tiến hành thôi. Ok Cam Cam. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ có 5 chiếc xe nhỏ với tỷ lệ 1/18 và một chiếc lớn hơn với tỷ lệ 1/12. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ thì đây sẽ là một chiếc chúng ta phải lắp ráp nha các bạn. Rất là nhiều những cái bộ phận rời ra hẳn luôn, đi kèm với một cái bộ dụng cụ để chúng ta có thể lắp ráp được. Rất là thích luôn. Ok, và bây giờ có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu với một chiếc xe ấn tượng nhất đi. Một chiếc siêu mô tô. Đây là logo của Maestro nha các bạn. Cái bao bì bên ngoài của cái hộp đựng xe nè các bạn. Đó, cũng đơn giản thôi. Ok, nhưng mà bây giờ mình mở ra thử coi chiếc xe bên trong nó như thế nào. Rồi, và từng chiếc xe này nó được đi kèm với một cái đế các bạn ơi. Đó, như thế này. Mẫu xe này có tên là Ducati, dòng Monster 1200. Và tất nhiên đây là một cái dòng xe có thật, đang có thật ở ngoài đời luôn nha các bạn. Bởi vì hãng Maestro họ đã mua được cái bản quyền thiết kế từ Ducati để mà làm thành cái mô hình nhỏ như thế này. Rồi, để xem nào. Có vẻ như là hình như chúng ta có thể gỡ ra được, nhưng mà phải vặn ngóc như này ra các bạn ơi. Ok, xem nào. Được. Và ở đây hình như một cái chống chân xe thiệt luôn. Ta-da-da. Ý, anh thích chân như vậy đẹp hơn á. Ok, trước tiên thì cho các bạn xem 360 độ của em này trước đi. Rất là nhiều chi tiết luôn nha. Ở đằng sau có cái biển số Maestro. Ok, theo anh Khoai Tây tìm hiểu được thì dòng Ducati Monster 1200 này là thuộc thể loại Naked Bike. Cái từ Naked có nghĩa là giống như là trần trụi vậy đó. Cái nguồn gốc chính xác thì anh không biết, nhưng mà sở dĩ anh nghĩ cái tên nó là như vậy, bởi vì đây là một cái thể loại xe phân khối lớn, nhưng mà có một cái thiết kế để lộ ra tất cả những cái chi tiết động cơ nè các bạn. Đó, không có một cái lớp bao phủ và trang trí. Đây, tất cả những cái chi tiết máy móc động cơ bên trong. Thực sự mà nói thì anh cũng không có biết được tên của từng những cái chi tiết nữa. Cái phần có màu bạc metallic này là phần pô hệ thống ống xả. Nhìn rất là ngầu luôn nha các bạn ơi. Ống xả kép. Ở chỗ này còn có dòng chữ Ducati Monster. Xe thiệt hình như là cũng có cái chữ chỗ này luôn. Ok, xem phần bên đây. Rất là nhiều chi tiết luôn các bạn ơi. Rồi, còn đây là cái bộ xích chuyển động của xe, cũng được sơn bằng một cái màu metallic giả kim loại. Chi tiết đến mức độ mà các bạn nhìn ở bên trong này nè, nó là một cái bộ phận phục nhúng, cũng có cái màu kim loại luôn ha. Đó, trong đây nè. Còn đây là phần đầu xe và tay lái. Chúng ta có một cái đèn tròn ở đây. Hai cái đèn này chắc là hai cái đèn xi nhan. Một cái logo nhỏ. Cái thanh này được sơn màu metallic vàng. Đó, trông rất là ống ánh, bắt mắt luôn. Bên dưới này cũng là một cái bộ thắng. Nhìn rất là bóng bẩy luôn các bạn ơi. Cả hai bên. Và tất nhiên là các bạn cũng thấy bánh xe này nó quay được tự do rồi. Tuy nhiên là chi tiết hơn nữa thì cái vỏ bánh xe này chúng ta có thể gỡ ra được như vậy. Wow. Đó, cái vỏ bánh xe là bằng cao su mềm nha các bạn ơi. Cao su thiệt luôn á. Cái bánh đằng sau thì to hơn. Chi tiết đến mức độ là các bạn thấy được cái lỗ bơm xe nè. Ngay đây. Ok. Và cũng tương tự như là cái bánh trước thì cái vỏ này chúng ta có thể gỡ ra được. Đó. Oh my god, anh mới phát hiện đó các bạn ơi. Cái phục nhúng ngay chính giữa thân này hồi nãy anh giới thiệu với các bạn á, không phải chỉ để cho có thôi nha, mà thực sự là nó nhúng được nè. Oh my god. Thứ nhất là do hai cái bánh xe này được làm bằng cao su thật, có một cái độ mềm. Đó. Và cộng với cái phục nhúng ở chính giữa xe, cho nên là khi chúng ta cầm cái xe chơi như thế này, đẩy tới đẩy lui, thì nó có một cái cảm giác rất là êm ái và mềm nè ha. Đó. Không có như những cái xe mô hình mà cứng nhắc khác. Ok, rất là hay luôn. Tay lái cũng có thể quẹo trái quẹo phải, tuy là cái biên độ nó không có rộng lắm. Rồi, cái điểm nhấn màu sắc của cả cái xe này đó chính là ở cái phần bình xăng, cái yên xe và ở ngay cái đuôi xe. Rồi thêm cái phần khung bọc hình lưới ở đây nữa. Đó, một màu đỏ tươi luôn các bạn ơi. Đây là chi tiết nắp bình xăng, như có logo cờ Ý hay sao á. 1200, bên đây là logo Ducati Monster, phần đuôi xe, hai cái đèn xi nhan sau.
về sức mạnh ở ngoài đời thật đó các bạn, thì chiếc xe này có thể đạt được từ 0 cho tới 100 km/h chỉ trong vòng có 3,2 giây thôi. Rất là nhanh luôn nha. Kiểu như là 1, 2, 3 là 100 km/h liền. Và vận tốc tối đa có thể đạt được đó là trên 250 km/h. Oh my god, chạy rất là nhanh luôn. Tuy nhiên thì với cái sức mạnh đó thì cái giá tiền nó cũng sẽ rất là cao. Hình như đâu đó là khoảng chừng 800 tới 900 triệu đồng lận. Mắc hơn cả một số những cái xe 4 bánh loại thường. Đó, bởi vậy anh mới nói chơi đồ chơi mô hình đi cho nó lành kinh tế nữa. Đó, bởi vậy đối với những người mà chỉ thích ngắm xe thôi á, như anh Khoai Tây chẳng hạn nè, thì cứ đi vào My Kingdom mua mấy em này 100-200 ngàn thôi, rồi để trưng thành một bộ sưu tập đó, ngắm là đã rồi. À, với cái đế này thì thực sự cũng rất là đẹp, rất là hay. Nhưng mà bây giờ xe chúng ta có cái chi tiết chân trống luôn rồi các bạn, cho nên là anh sẽ thích chân mà không có cái đế này hơn. Ok, tạm để em này ở đây đi. Tiếp theo thì chúng ta xem tới một mẫu xe nữa, cũng là thuộc dạng xe mạnh mẽ hầm hố, nhưng mà là thuộc một thể loại khác. Xem nào. Ok, ở đây chúng ta có một cái mẫu xe mới thuộc dòng Sport Bike, dòng xe thể thao, đến từ hãng KTM và cái model là RC390. Ok, cho các bạn xem một vòng. Cũng là một cái loại xe mạnh mẽ, chạy rất là nhanh, nhưng mà nằm ở một cái thể loại khác so với cái xe Ducati hồi nãy ha các bạn ha. Chúng ta gọi là xe thể thao. Ở hai bên hông ở cái khu vực đằng trước thì nó sẽ có một cái lớp vỏ bảo vệ. Đó, cái phần màu trắng như thế này nè. Thì anh cũng không hiểu là sâu xa lắm là tại sao, nhưng mà có thể là vì một số những cái lý do về khí động học chẳng hạn. Rồi, cái mẫu RC390 này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái những cái điểm nhấn màu cam nè ha. Đó, rất là bắt mắt luôn. Những cái chi tiết máy bên trong rất là hay. Vậy một cái đặc điểm anh rất là thích về những cái mô hình xe của Milestone đó là họ không chỉ làm cho nhìn giống ở bên ngoài thôi các bạn, mà thật sự đây là những cái bộ phận được ghép lại với nhau. Cho nên là nếu các bạn có mua về, mình nhìn xăm soi kỹ bên trong rồi nè. Đó, thấy những cái chi tiết kiểu như là mà rất là khó thấy từ bên ngoài, nhưng mà họ vẫn làm và họ vẫn sơn rất là đàng hoàng, rất là chi tiết luôn. Ở ngay chính giữa bên trong thân xe chúng ta cũng thấy có một cái lò xo phục nhúng của cái xe các bạn. Đó, có độ nhúng nè. Và những cái vỏ bánh xe cũng được làm bằng cao su, rời ra được hẳn nha các bạn. Đó, ví dụ như vậy. Wow, thấy cái mâm bánh xe luôn rồi. Ok, vá lại thôi. Bánh đằng trước thì nhỏ hơn. Ở đây thì là bộ phục nhúng trước, nhưng mà cái phần này thì nó không có nhúng thật được. Bộ thắng dĩa. Wow, màu metallic bạc, quá bóng láng luôn. Còn ở phần đầu xe, ngay chỗ này chúng ta sẽ thấy có hai cái đèn nha các bạn, hai cái đèn pha đó. Đây là một cái kính chắn gió trong suốt. Tiếp theo ra đằng sau luôn, đó là cái tay lái và cái đồng hồ tốc độ. Đây, ở cái mẫu này thì trên đồng hồ tốc độ chúng ta thấy họ in một số những cái chi tiết. Còn trên mẫu Ducati thì đơn giản hơn, không có. Và tất nhiên là cái tay lái này chúng ta có thể quẹo được luôn, và trái và phải. À, các bạn thấy cái bánh xe nó quẹo thôi không? Quý, quý, quý. Và ở những cái dòng xe thể thao này thì cái biên độ bẻ lái nó cũng không có rộng lắm. Cho nên là giống như là trong mấy cái giải đua xe đó các bạn thấy mỗi lần mấy cái vận động viên đua xe người ta chạy nhanh mà muốn cái quẹo cua đó, người ta thường phải nằm rạp xuống như thế này nè. Ok, còn đây là chi tiết bình xăng ha. Nắp bình xăng ở trên đây. Yên xe, phần đuôi xe thì cả nguyên một cái phần trên này gần như là màu đen hết, nhìn rất là mạnh mẽ luôn. Đây là hai cái đèn xi nhan sau và biển số. Ở ngay bên hông này cũng sẽ là một cái chân trống nè các bạn. Và chúng ta có thể dễ dàng trưng cái xe này trên bàn như thế này. Còn về giá cả ngoài đời thật thì cái mẫu này thua cái mẫu này khoảng chừng 5-6 lần. Đó, bây giờ cho nên là cái mẫu KTM RC390 này cũng không thực sự là một siêu xe nha các bạn. Cái này mới siêu xe nè. Tiếp theo sẽ là ba mẫu xe khác nhau của cùng một thương hiệu luôn. Đó là xe Vespa. Ta-da-da. Đây là những mẫu xe không có thiên về tốc độ nha các bạn, nhưng mà rất là quen thuộc ở trong đường thành thị. Ok, bây giờ anh sẽ mở hộp cả ba chiếc cùng một lúc luôn. Và lần lượt thì chúng ta có những mẫu Vespa như sau. Chiếc màu đỏ này là GTR từ năm 1968 rồi. Chiếc màu xanh là 150 Sprint Veloces từ năm 1969. Và cuối cùng là một em PK125 Automatica từ năm 1984. Rồi, và bây giờ anh cũng sẽ gỡ cái đế ra luôn. Ok, những loại xe ví dụ như là Vespa như thế này, hoặc là những chiếc xe Honda mà chúng ta hay chạy trong thành thị đó các bạn, thì mình gọi là dòng scooter. Thì như anh nói hồi ban đầu, những cái loại xe như thế này thì nó không có thiên về tốc độ hoặc là cái độ ngầu đó các bạn, mà nó thường được dùng để mà chúng ta đi làm, chạy ở trong thành phố với tốc độ chậm chậm vừa phải thôi. Thì ba mẫu chúng ta có ở đây đều là những cái mẫu cổ điển của Vespa cả, từ những năm 1900 hồi đó rồi. Còn bây giờ thì Vespa họ đã có những cái mẫu mà nhìn nó hiện đại hơn một chút.
Ok, thoạt nhìn thì cả ba chiếc xe Vespa này nó trông giống y chang nhau. Nhất là hai chiếc này nè, chiếc xanh và chiếc đỏ này nè các bạn. Nhưng mà phải để ý kỹ thật sự thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Ví dụ như là cái phần thùng máy kinh điển của xe Vespa ở đây, trên cái mẫu xe đỏ này có một cái đường chỉ bạc metallic, còn ở đây không có. Cái đèn đằng sau cũng khác ha. Rồi cái yên xe của cái mẫu xe đỏ này nó cũng to hơn. Ngay cái phần ở dưới sàn xe, chỗ để chân cũng khác nhau nhưng mà không là mấy. Còn đây là ở phần tay lái và cái độ nghiêng của cái đèn xe này các bạn. Đó, nó cũng khác nhau nữa. Màu đỏ này nó hơi chốc xuống. Còn ở đằng trước thì chúng ta thấy có cái logo của Vespa đi kèm với lại cái dòng xe đó các bạn. Ở đây có chữ Vespa GTR, Vespa Sprint. Và những cái chi tiết ở phần bánh xe rồi bộ thắng, phục nhúng ở đằng trước thì gần như là giống nhau. Ở đằng sau này cũng vậy. Đây là cái bàn đạp ha. Những cái mẫu xe mới sau này thì nó không còn nữa rồi. Chi tiết máy xe cũng gần giống nhau luôn. À, tuy là bên dưới này chúng ta không có một cái chi tiết phục nhúng lò xo như là hai cái mẫu xe đua, nhưng mà MyStore họ cũng đã thiết kế ra một cái chỗ này, nhựa chỗ này nữa các bạn. Nó dẻo dẻo thì khi mà mình chơi á, mình ấn xuống á, nó cũng có một cái độ nhúng giảm sốc nhất định ha. Chiếc màu đỏ này cũng vậy luôn. Hello. Và ở bên dưới là chúng ta có một cái chi tiết chân chống đứng nè các bạn. Đó, mình gạt lên vậy. Đó, đứng lên. Này cũng vậy. À, và có thể là các bạn sẽ thắc mắc về cái phần yên xe thì cái phần này nó làm bằng nhựa cứng, không có mềm đâu nha. Đó, nhìn chung thì hai cái mẫu đỏ và xanh này nó cũng không có khác nhau gì mấy, bởi vì nó chỉ chênh lệch nhau có một năm thôi các bạn. Một cái là năm 1968, cái là năm 1969. Còn đây cái mẫu màu trắng này tuy cũng là classic nhưng mà đời mới hơn hai mẫu kia các bạn, năm 1984. Cái mẫu này cho đến hiện nay thì thực sự anh vẫn thấy là có nhiều người người ta chạy trên đường luôn á. Có thể là do những người ta hay sưu tập xe cổ và giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Ok, theo cách nhìn của riêng anh á thì anh thấy là cái mẫu Vespa này nó có một cái tính thời trang rất là cao nha các bạn. Kiểu như rất là sành điệu luôn. Tất cả những cái chi tiết ví dụ như là cái nắp trắng bùng bánh xe trên đây, rồi cả cái phần thân sau che lốp máy nè, nó đã được bo tròn hình giống như là cái quả trứng á. Rồi cái phần sàn và để chân ở chỗ này cũng rộng rãi hơn rất là nhiều. Một cái ghế đơn nhỏ, cái đèn sau thì ở đây cũng nhỏ hơn hai mẫu trước. Chỗ này là cái biển số xe và đặc biệt là cái phần tay lái rất là thon gọn và mảnh khảnh nè các bạn. Là những cái thanh kim loại ra đây luôn. À, nhưng mà phiên bản đồ chơi thì là vẫn là bằng nhựa nhưng mà được sơn metallic bạc và có một cái đèn pha với một cái kích thước nhỏ hơn hai cái mẫu kia. Cái chi tiết phần máy động cơ thì to hơn hai mẫu trước, có hẳn một cái phục nhúng ở đây các bạn, và có thể thấy cụ thể luôn là ở cái mẫu màu trắng này họ nhúng tốt hơn nha các bạn ơi. Bánh xe ở những cái mẫu Vespa này thì chúng ta không có gỡ được bởi vì nó gắn với lại cái mâm xe luôn rồi. Nhìn bây giờ giống như là Toy Station có một cái bãi giữ xe mini á các bạn, dễ thương quá à. Đây bãi giữ xe mini. Ở bên này là hai anh chàng rất là mạnh mẽ và hầm hố ha. Đứng kế bên là ba em tiểu thư kiểu sang chảnh hơn tí. Không, nhưng mà công nhận đẹp thiệt các bạn ơi. Ok, bây giờ để tạm thời anh sẽ xếp những em này lên kệ cái đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem đến bộ lắp ráp Ducati. Tỷ lệ 1 trên 12 này. Đây là một bộ diecast metal model kit assembly line, tất nhiên là cũng của MyStore, và chúng ta sẽ lắp ráp mô hình của xe Ducati Monster 696/2011. Xem mặt sau nào. Đó. Ok, cái chiếc này thì nhìn nó cũng giống như là chiếc Monster 1200 chúng ta vừa mới review, nhưng mà có một số những cái chỗ khác biệt nha các bạn. Đây là tem phân phối chính hãng của hệ thống cửa hàng My Kingdom. Cái hộp này nó thiết kế giống như là một cuốn sách vậy đó, chúng ta mở ra như thế này. Đó. Wow. Đây, bây giờ mình mở ra ha. Ok, cái bộ này tổng cộng sẽ gồm rất là nhiều những cái part rồi của cái mẫu xe này. Có cả một cái tua vít tí ha để hỗ trợ chúng ta có thể lắp ráp. Nhìn như vậy thôi nhưng mà thật sự nó cũng không có quá phức tạp đâu các bạn. Bởi vì cả một cái hướng dẫn lắp ráp á, nó chỉ vỏn vẹn nằm gọn ở trong 6 cái hình này. Đó, và thêm một số những cái hình nhỏ nữa thôi. Và trước tiên anh sẽ cho các bạn xem một số những cái part chi tiết. Nào, xem nào. Đây là cái part khung sườn chính của cái xe của chúng ta các bạn ơi. Wow, bởi vì đây là cái tỷ lệ 1 trên 12 cho nên là mới có cái khung sườn thôi là các bạn thấy to bằng cái xe 1 trên 18 luôn rồi. Wow, thật là hấp dẫn nha. Đây, còn đây là cái chi tiết. Wow, cái chi tiết này nặng nè. Oh, đúng rồi các bạn ơi, được làm bằng kim loại 100% luôn. Đây là cái chi tiết bình xăng của chiếc xe. Wow, cầm lên có một cái độ nặng nhất định luôn nha các bạn. Kiểu rất là đã tay luôn á. So cool. Rồi, hai cái bánh xe nữa các bạn ơi. Wow, rất là to, rất là đã luôn. Rồi, anh sẽ thử gỡ cái bánh cao su này ra coi. Ok, và đây là chúng ta có cái mâm xe nè ha. Đây là cái vỏ xe. Y chang như là xe thiệt luôn. Đây là cái bánh trước. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Cầm cái tua vít này lên này, anh có cảm giác như là một anh thợ sửa xe. Lắp ráp xe thật sự rồi các bạn. 1, 2, 3, let's go.
Ta-da! Ok các bạn ơi, như vậy là chiếc xe đầu tiên của hãng Lovecraft Toy Station đã được ra đời. Ta-da-da, cho các bạn xem một vòng. Wow. À, cho chạy số dê luôn. Ok, rất là đẹp các bạn ơi. Và tất nhiên là to hơn rất là nhiều so với cái mẫu 1/18. Đây. Anh ơi, mình đi đâu thế? Mình đi đến Toy Station thôi em. Ủa, em tưởng mình đi phượt. À, xe thiệt thì người ta đi phượt. Còn mình xe mô hình, đứng chân chơi thôi. Rồi, đây là hai mẫu Ducati Monster. Nhưng mà khác đời nhau nha. Cũng là một cái hơi hướng chung nhưng mà chúng ta thấy khác biệt rất là nhiều chi tiết luôn. Phần đèn xe ở ngay đầu nè ha. Thiết kế của cái bình xăng cũng khác một tí. Rồi ngay cái khung lưới này nữa. Cái phần ống xả là khác biệt rõ nhất. Đây là ống xả kép nằm ở hai bên, còn cái này là nằm ở một bên thôi. Và ở cái tỷ lệ 1/12 này có vẻ như là cái biên độ của cái tay lái quẹo qua quẹo lại có vẻ như là nó rộng hơn các bạn. Những cái chi tiết ở cái phần lốc máy nhìn cũng rõ ràng hơn. Có thêm những cái phạt màu metallic. Đây, bên đây. Cái hệ thống đường ống khí xả có màu metallic vàng. Những cái trục trước của tay lái có màu vàng gold. Rất là bóng, đặc trưng luôn. Đặc biệt là những cái chi tiết ở trên cái phần bình xăng này các bạn ơi. Mọi thứ đều được to và rõ ràng hơn. Đồng hồ tốc độ thì có dán sticker chi tiết 696. Cũng là cái model của cái xe này. Và các bạn cũng đã nhận ra là có thêm hai cái gương chiếu hậu nữa. Cái phần nắm ở tay lái này cũng có một số những chi tiết, ví dụ như là những cái nút bấm đèn, rồi đây là cái bóp thắng. Và trong lúc anh lắp ráp thì các bạn cũng có thể đã thấy được cái phần phục nhúng ở bên trong này nhờ vào một cái lò xo. Đó. Xe chạy trên đường sẽ giảm sóc hơn. Và cái cảm giác chung khi cầm một chiếc 1/12 này nó vẫn rất là đã hơn là cái chiếc 1/18. Anh nghĩ chủ yếu là do cái độ nặng của cái bình xăng này nè, nguyên khối kim loại. Thực ra thì cái mẫu 1/18 này cái phần bình xăng cũng làm bằng kim loại luôn, mà do kích thước nhỏ cho nên là nó nhẹ. Luôn ý. Mà ở dạng mô hình này cũng có phần nào dễ thương nữa. Có thể là Kim Cao không biết ha. Thực ra là trên thế giới, hoặc cụ thể là ở Việt Nam của chúng ta, có rất là nhiều người đam mê về xe mô tô. Rồi có hẳn cả những cái hội mà họ chuyên chơi xe, bàn luận về xe và chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân họ về xe mô tô. À, kể cả xe mô hình cũng có hội luôn nha các bạn. Rồi, và dành cho những bạn nào quan tâm về những cái mô hình cụ thể anh đã có ở đây thì các bạn có thể đến trực tiếp các cửa hàng của My Kingdom để mà tham khảo ha. Và ngoài ra thì những bạn nào có muốn anh khoai tay sưu tầm thêm nhiều loại xe nữa, không những là xe mô tô mà cả những cái siêu xe bốn bánh chẳng hạn, thì hãy comment ở bên dưới cho anh được biết với ha. Ok, như vậy là một tập đợi trên Toy Station đến đây là hết rồi. Nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh khoai tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh khoai tây và Cam Cam sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye bye các bạn luôn nha.